Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chuyên mục Đại đoàn kết toàn dân của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Thưa quý vị khán giả, năm 2022, toàn tỉnh có 62 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết. Trong đó có 8 nhà tại huyện Bạch Thông, chợ mới được xây dựng từ nguồn quỹ vì người nghèo của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đến nay đã hoàn thiện 50 nhà tại các huyện Ba Bể, Ngân Sơn, Na Hủy, Bạch Thông, được hỗ trợ xây dựng từ nguồn quỹ Thiện Tâm Tập đoàn Vingroup. Mỗi căn nhà đại đoàn kết được hỗ trợ 50 triệu đồng, khi hoàn thành sẽ giúp các hộ nghèo có nơi ở kiên cố, yên tâm lao động sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống. Hiện nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Bắc Cạn duy trì thực hiện hiệu quả 21 mô hình tự quản tại cơ sở. Ngay từ đầu năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố đã ban hành văn bản chỉ đạo, củng cố, nâng cao chất lượng mô hình tự quản nhằm góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Từ năm 2019 đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp vẫn duy trì tốt 21 mô hình, gồm 10 mô hình khu dân cư đô thị văn minh, 8 mô hình khu dân cư xanh sạch đẹp, 2 mô hình khu dân cư 3.0, 1 mô hình văn hóa an toàn giao thông, 4 mô hình phối hợp với hội nông dân, hội cựu chiến binh, hội phụ nữ. Năm 2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đăng ký thực hiện 11 mô hình mới. Việc thực hiện hiệu quả các mô hình tự quản tại cơ sở trong thời gian qua đã góp phần tích cực vào việc giữ vững tình hình an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn thành phố Bắc Cạn. Giám sát là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được quy định và cụ thể hóa trong hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật. Trong những năm qua, công tác giám sát được Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh chú trọng thực hiện. Thông qua hoạt động giám sát đã kịp thời phát hiện những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn, những hạn chế yếu kém để kiến nghị góp ý với cấp ủy chính quyền các cấp sửa đổi bổ sung chủ trương, chính sách cho phù hợp, từ đó mở rộng và phát huy dân chủ, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân, tăng cường đồng thuận trong xã hội. Năm 2021, tỉnh Bắc Cạn tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Để thực hiện tốt hoạt động giám sát về sự kiện chính trị quan trọng này, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã tổ chức 22 đợt giám sát về công tác bầu cử tại các địa phương, cơ sở, tổ chức nhiều đoàn giám sát tất cả các điểm bầu cử tại 108 xã phường thị trấn thuộc 8 huyện thành phố và tại 763 điểm bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh. Hoạt động giám sát của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đối với công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tiến hành nghiêm túc, tiết kiệm, hiệu quả, đúng nội dung, tiến độ và yêu cầu đề ra. Qua cái cuộc bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp và bầu cử Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026 ấy, thì cũng đã thực hiện rất tốt, trong đó có cái vai trò đóng góp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong quá trình giám sát, quá trình bầu cử để phát huy thực sự cái quyền làm chủ nhân dân trong cái việc thực hiện bầu ra cái cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ở địa phương cũng như của Quốc hội. Trong giai đoạn 2013 đến nay, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã tổ chức gần 1.300 cuộc giám sát, thông qua nghiên cứu, xem xét gần 400 báo cáo của các địa phương, đơn vị. Các tổ chức chính trị xã hội chủ trì giám sát trên 160 cuộc. Sau các đợt giám sát, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh đều có báo cáo kết quả giám sát, đồng thời đưa ra kiến nghị đề xuất đối với các cấp, các ngành có liên quan và các đơn vị địa phương được giám sát, xem xét, tiếp thu và giải quyết các kiến nghị. Cùng với đó, Ban Thanh tra Nhân dân giám sát được trên 2.000 cuộc, kiến nghị xử lý trên 100 vụ việc, được các cấp xem xét, giải quyết. Ban giám sát đầu tư cộng đồng các xã phường thị trấn đã tổ chức giám sát được trên 5.600 cuộc với trên 3.400 công trình được đầu tư. Qua giám sát, Ban giám sát đầu tư cộng đồng đã phát hiện trên 200 công trình có dấu hiệu sai phạm, đã kiến nghị và được cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết. Các chủ đầu tư đã khắc phục sửa chữa kịp thời. Ban giám sát đầu tư cộng đồng phường Cầu những năm trước và cũng trong thời gian vừa rồi ấy, thì đã hàng năm đều xây dựng cái kế hoạch và cái chương trình giám sát. Đấy thì sau khi giám sát những các công trình ấy thì chúng tôi cũng theo sát các công trình nên là cũng kịp thời nắm bắt những cái thiếu sót để kịp thời nhắc nhở. Thế do vậy tất cả các công trình, ví dụ công trình đường giao thông, công trình các nhà tình nghĩa, nhà đoàn kết và một số công trình của nhà nước xây dựng trên địa bàn cũng thông qua tuyên truyền cho nhân dân cùng giám sát. Do vậy tất cả các công trình xây dựng trên địa bàn của phường Cầu Cầu đều đảm bảo chất lượng và không có vấn đề gì xảy ra. Trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng hiệu quả giám sát,
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chú trọng tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung giám sát, bám sát thực tiễn đời sống xã hội. Chúng tôi đang tăng cường tổ chức định hướng, hướng dẫn và xây dựng cái chương trình công tác giám sát trong phạm vi toàn tỉnh. Nhất là đặc biệt là chúng tôi phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên, đó là các tổ chức chính trị xã hội, và hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc các cấp, đặc biệt là cấp huyện và cấp xã thực hiện đồng bộ cái công tác giám sát, củng cố kiện toàn và cùng với phối hợp với cấp ủy các huyện, thành phố, các địa phương làm sao mà củng cố cái hệ thống giám sát. Thí dụ như là cái hệ thống giám sát đầu tư cộng đồng, thế rồi ban thanh tra nhân dân, để thực hiện đồng bộ cái quá trình giám sát của các tổ chức quần chúng, tổ chức chính trị xã hội tham gia vào cùng với công tác của giám sát nhà nước để xây dựng một chính quyền thực sự của dân, do dân và vì dân. Hoạt động giám sát là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài của Mặt trận Tổ quốc các cấp. Thực hiện hiệu quả hoạt động giám sát sẽ góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, ngày càng khẳng định Mặt trận Tổ quốc thực sự là tổ chức chính trị quan trọng, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng, nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Trong thời gian qua, hoạt động của Hội đồng Tư vấn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh được tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn và công tác phòng chống dịch COVID-19, từ đó trở thành một kênh quan trọng giúp Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thực hiện nhiệm vụ phản biện xã hội trên nhiều lĩnh vực. Việc phát huy tốt tiềm năng, trí tuệ, nhiệt huyết, kinh nghiệm trên các lĩnh vực của đời sống xã hội góp phần quan trọng giúp cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành chính sách sát với thực tiễn và có tính khả thi hơn. Hội đồng Tư vấn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hiện có 9 thành viên, là những người làm công tác lãnh đạo quản lý đã nghỉ hưu, chuyên gia, trí thức, am hiểu pháp luật và có nhiều kinh nghiệm trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Hàng năm, trên cơ sở kế hoạch hoạt động giám sát phản biện xã hội của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội đồng Tư vấn chọn những vấn đề trọng tâm để tập trung nghiên cứu, tư vấn, cùng với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thực hiện tốt chức năng góp ý phản biện xã hội tại các dự thảo văn bản trước khi được ban hành. Trong nhiệm kỳ này thì khối lượng công việc thì cũng nhiều, và đặc biệt là lần này thì được sự quan tâm của tỉnh ủy, hội đồng và ủy ban dân tỉnh thì nhiều văn bản trước khi được ban hành đều xin ý kiến mặt trận và mặt trận đều giao cho hội đồng tư vấn. Với chức năng và nhiệm vụ thì hội đồng tư vấn có thể nói là có những lúc thì làm việc cũng hết công suất, có lúc là vài ba cái nghị quyết rồi những cái dự thảo thì phải trả lời trong vòng khoảng một tuần chẳng hạn, thì đây cũng là một sự cũng là sức ép của công việc. Tuy nhiên các đồng chí trong thành viên của hội đồng tư vấn thì đã làm việc hết sức mình và rất là cố gắng. Trong năm 2021, hội đồng tư vấn tham gia 6 hội thảo phản biện xã hội vào 10 dự thảo văn bản do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì tổ chức, góp ý phản biện xã hội bằng hình thức gửi văn bản đối với hơn 50 dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch, đề án, chủ trương, chính sách, pháp luật của cấp ủy Đảng, chính quyền, theo đề nghị của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, các sở ban ngành của tỉnh gửi. Qua đó phát hiện những nội dung còn thiếu, chưa sát, chưa đúng, chưa phù hợp với thực tế cũng như với quy định của pháp luật và chủ trương của Đảng và thực tiễn của địa phương. Gần đây là chùm nghị quyết về thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh thì cũng được hội đồng tư vấn đóng góp và nhiều ý kiến cũng đã được tiếp thu và chỉnh sửa. Hay là vấn đề về nghị quyết về phát triển giáo dục, dạy nghề, rồi là phát triển về vấn đề nông nghiệp, phát triển công nghiệp. Có thể nói hàng loạt nghị quyết của Ban chấp hành khóa 12 này đều đưa cho hội đồng tư vấn, và hội đồng tư vấn đã đóng góp một cách hết sức trách nhiệm. Cái hoạt động của cái hội đồng tư vấn của tỉnh nó hoạt động rất là tốt rồi. Chúng tôi đánh giá rất cao cái quá trình đóng góp của các đồng chí trong quá trình mà tham gia giám sát phản biện xã hội, góp phần rất là quan trọng trong cái việc và định hướng các cơ chế chính sách. Cái thứ hai nữa, góp phần cùng giúp cho cấp ủy chính quyền có những định hướng đúng đắn, phù hợp trong từng cái giai đoạn. Trong giai đoạn hiện nay, khi Đảng ta ngày càng coi trọng vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc tham gia xây dựng Đảng và chính quyền, đề cao vai trò giám sát và góp ý kiến của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thì việc nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của Hội đồng Tư vấn ở Mặt trận là một trong những việc làm rất quan trọng. Điều này đã và đang thể hiện sự tích cực trong việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc trong tình hình mới.
Chuyên mục Đại đoàn kết toàn dân của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.